Anh kiểm tra rồi. Trong sổ ghi giấy giới thiệu ghi chúng nó đi công tác ở Hà Nội, nhưng thực ra chúng nó vẫn ở nhà không biết cơ quan. Riêng thằng Hà với thằng Triều thì giờ giấc đi về rất bất thường. Qua đây có thể hiểu rằng rõ ràng chúng nó đang giăng bẫy đợi mấy thằng kia giúp vào. Thì theo mày, mục đích của chúng nó là gì? Thì chúng nó sẽ bắt quả tang rồi tìm ra cái đứa đứng đằng sau. Đã ngu cho lắm vào rồi cũng khôn ra. Chứng tỏ chúng đã biết được kế hoạch rồi. Nhưng tại sao chúng nó biết kế hoạch? Cái này thì... Thì cái gì? Chắc chắn đã bị lộ. Mà lộ ở khâu nào? Hoặc là tôi, hoặc là chú đã nằm trong tầm ngắm của chúng nó rồi. Bây giờ chúng nó đã dình bắt quả tang để quay lại chơi nhà mình. Thế theo anh bây giờ mình phải làm thế nào? Còn làm tách gì gì hả? Stop. Cho chúng nó mây đầm, bảo chúng nó phắn. Thế thôi. Vâng vâng, để em bảo chúng nó luôn. Này này này. Dạ. Nhớ là phải hóa vàng cả máy cả sim, nhớ chưa? Anh yên tâm đi. Điện thoại em dùng máy đều, còn sim ý, em có đăng ký đâu. Hóa vàng tất. Dạ. Alo anh à? Anh đang đâu vậy? Vâng vâng, em có chuyện muốn gặp anh ạ. Dạ. Làm nhé. Chắc chắn chúng ta đã bị lộ nên chúng mới không dám ra tay. Em nghĩ có thể khâu đeo bám ở bến xe mình đã bị động. Em cũng nghĩ vậy. Có thể bến xe đông người quá, mà lính của chúng ta chỉ để ý đến đối tượng đang theo dõi, mà quên rằng bị lộ diện hoặc bị theo dõi ngược bởi những người khác